Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và các bạn ơi, hôm nay Quân Hiếp lại tiếp tục kết hợp những nhân vật trong Bobby Playtime các bạn ơi. Đây đây đây, nhìn này, đây là đội hình lần trước của mình các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho đi chiến đấu xem là có thể giành chiến thắng không các bạn nha. Let's go nào. Wow, đội hình bên kia có hai chú hùng ghi màu xanh siêu to. Liệu mình có thể giành chiến thắng không? Nhìn nè, hai chú hùng bi huki siêu to bên kia vẫn còn sống các bạn ạ. Vậy là mình đã bị thua rồi. Lại nha các bạn ơi, bây giờ mình phải củng cố thêm đội hình nào. Rồi, đấy, kết hợp hai người này vào. Nào, xem nào. Wow! Được, hùng bi huki siêu to màu xanh rồi các bạn ơi. Ok, rồi. Ra nào. Đây, kết hợp hai người này vào xem sao. Đây nè, wow, đây nữa. Wow! Các bạn ơi, đây này, đây, kết hợp tiếp nào, xem nào. Vậy là mình được hai hùng kỳ màu xanh siêu to này rồi. Nẹt cô xem nha. Nào, nếu có thể giành chiến thắng chưa, cố lên nào. Wow, khỏe vậy. Wow, bên kia nhìn khỏe ghê. Wow, hả? Như vậy mà mình vẫn chưa giành chiến thắng được các bạn ơi. Wow. Ok, bây giờ vậy thì mình kết hợp hai chú người này ở dưới này xem nào. Wow, được một nhân vật mới nữa. Dẻo rồi, để ra đây xem nào các bạn ơi. Kinh quá. Đây, rồi, kết hợp hai chú này vào. Đây, tiếp tục nào các bạn ơi. Tiếp tục củng cố nào, ok, tiếp tục nào, kết hợp lại. Đây rồi, let's go xem có thể giành chiến thắng chưa. Wow, cố lên nào anh em. Yeah, wow. Nào, cố lên em ơi. Wow, bên kia khỏe quá. Rồi, cố lên. Nào. Wow. Vẫn chưa thể giành chiến thắng được các bạn ơi. Đội hình bên kia quá là khỏe luôn. Rồi, mình phải củng cố thêm đội hình các bạn ơi. Ok, thế này đi. Rồi, kết hợp vào các bạn ơi. Wow, đội hình bên kia nhìn thấy kia mà khỏe quá các bạn ơi. Wow, chiến bị thua 3 trận liên tiếp rồi. Ghê quá. Đội hình kia siêu đấy. Rồi. Nào, kết hợp vào thế này thôi. Let's go xem nha các bạn ơi. Có thể giành chiến thắng chưa? Wow, cố lên nào anh em ơi. Wow, bên kia vẫn còn một con quái vật ở đường xa kia nữa. Các bạn ơi, đến trận thứ tư là mình giành chiến thắng rồi. Wow, lần này đội hình bên kia kìa có 3 hùng ghi màu xanh luôn. Kinh quá, mình phải củng cố thêm đội hình các bạn ơi. Đấy, rồi, kết hợp vào. Đây. Hai chú vàng này các bạn ơi. Bây giờ mình kết hợp hai chú đỏ lại xem sao. Được nhân vật mới nữa các bạn ơi. Ok, đặt xuống dưới này các bạn ơi. Đây. Kết hợp vào. Đây. Yeah. Nét cô nha. Xem nào. Có thể giành chiến thắng nữa không? Wow. Bên kia có tận 3 người hùng ghi màu xanh khỏe quá. Rồi, cố lên. Yeah. Cố lên nào. Đừng mà. Cố lên. Mình cho đi các bạn ơi. Thua nhưng mà không sao, mình lại victory nữa rồi. Tiếp tục nha các bạn ơi. Rồi, củng cố nào. Ok, vào đi. Đây rồi, ok. Mình kết hợp hai nhân vật này vào. Đây. Tèng. Rồi, let's go. Lần này đội hình bên kia mạnh hơn kìa. Wow. Yeah, mạnh quá. Wow, vẫn còn nguyên đội hình các bạn ạ. Thôi, mình lại bị thua mất rồi. Rồi các bạn ơi, lại nha các bạn ơi. Nè cô nào, xem nào. Rồi, cố lên lên anh em ơi. Wow, đội hình bên kia kìa. Sao mà khỏe vậy. Mình không thể nào giành chiến thắng được các bạn ơi. Đội hình bên kia có rất là nhiều hùng ghi màu xanh to, siêu to luôn. Wow, giờ phải làm thế nào đây các bạn ơi? Củng cố thêm đội hình. Ok, lại nha. Lần này mình xem là có thể giành chiến thắng không. Cố lên anh em ơi. Wow, không các bạn ơi. Vẫn chưa thể giành chiến thắng được. Lại bị thua trận nữa. Rồi, lại nha các bạn ơi. Cố gắng
cố lên anh em ơi. Không, không các bạn ơi, mình cố gắng lên, liệu có thể giành chiến thắng không? Cố lên nào anh em ơi, anh em mạnh mẽ lên, rồi chiến đấu thắng. Vẫn còn cơ hội. Không các bạn ơi, gần chiến thắng rồi mà không thể nào chiến thắng được. Này nha các bạn ơi, lần này mình sẽ nhất định phải giành chiến thắng các bạn ạ. Cố lên nào anh em ơi. Cố gắng lên, đúng rồi, mạnh mẽ lên. Cố gắng lên. Wow, gần chiến thắng rồi các bạn ơi. Đấy, wow, còn tí máu thôi. Nào, cố lên. Bên mình vẫn còn. Không các bạn ơi, gần thắng rồi mà không được. Lần này nhất định giành chiến thắng các bạn ơi. Các bạn hãy like video để ủng hộ mình có thể giành chiến thắng trận này đi nha. Ok, lại nào, cố gắng lên. Anh em ơi, lần này mình nhất định phải giành chiến thắng mới được. Cố lên nào anh em ơi. Cố lên. Không được các bạn ơi, vẫn bị thua. Rồi, lại nha. Lần này nhất định anh em phải cố gắng lên để mà giành chiến thắng. Rồi, thấy chưa, mạnh mẽ không? Wow, quá là mạnh luôn, thấy chưa? Tăng, cố gắng lên nào. Đây, còn toàn nhân vật ít máu thôi các bạn ơi. Vẫn chưa được các bạn ạ. Lại nha, cố lên nào. Mạnh mẽ nào anh em ơi. Gần thắng rồi các bạn ơi. Còn một con thôi. Cố lên. Vẫn chưa được các bạn ơi. Rồi, tiếp tục nào, cố gắng lên. Chiến đấu rất là mạnh liệt các bạn ạ. Hai bên đang chiến đấu rất là căng go. Wow, đội nào thật muốn giành chiến thắng các bạn ơi. Không, đội mình lại bị thua. Tiếp tục nào, let's go. Rồi. Wow. Đánh kinh quá các bạn ơi. Wow, bên mình từng người bị hạ gục các bạn ơi. Còn hai nhân vật nữa, cố lên nào. Không cố được các bạn ơi, vẫn bị thua. Các bạn ơi, vừa rồi mình đã kết hợp được Hungi màu xanh cuối cùng siêu to rồi. Và các bạn thấy video của mình hay thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.